tối hậu thư cho cao tốc Cam lộ La Sơn. Cao tốc Cam lộ La Sơn là dự án thành phần thuộc siêu dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án này đã được khánh thành và thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục thuộc dự án vẫn chưa làm xong. Mới nhất, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện các giải pháp để đáp ứng chất lượng, tiến độ cho dự án cao tốc Cam lộ La Sơn. Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải thường trực tại hiện trường để đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc liên quan để hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, nếu các nhà thầu chậm trễ, không hoàn thành toàn bộ các hạng mục đường gom, hạng mục an toàn giao thông, đường kết nối, nút giao quốc lộ 15D, trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo quy định của hợp đồng và không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của dự án, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,